Em á, là con gái thì học làm chi cho nó cao, mai mốt về lấy chồng đẻ con, nội trợ. Ủa, vậy chứ anh ăn uống làm gì? Nope. Đằng nào chẳng xuống lỗ đó. Em á, tới tuổi này rồi thì đừng có kén chọn nữa, đúng như đàn ông bọn anh nè, càng lớn á, càng có giá trị. Vậy chứ anh ngồi đây, có giá trị gì với tôi? Anh kêu ông nội của anh ra đây, nói chuyện với tôi. Mà anh nghĩ mỗi người như em không có thích hợp với mẹ anh đâu. Anh đi tìm vợ hay anh tìm bố? Anh hy vọng người con gái bước vào làm dâu nhà anh sẽ đẻ cho anh từ 2 đến 3 đứa con. Em cũng hy vọng cái gia đình mà em được gả vào cũng có từ 2 tới 3 căn nhà. Anh muốn người con gái mai mốt về làm dâu nhà anh sẽ thay mẹ anh làm tất cả việc nhà. Bộ anh bị liệt hả? Mẹ, nãy đi ngoài đường gặp biến thái mà. Ui, rồi có sao không con? Nó kêu cho hồn cái nó cho 200, còn cho dê cái nó cho 5 xỉu, lại nó dẫn đi ăn nhà hàng. Con sợ lắm luôn. Thôi không sao là được rồi, để mày dọn cơm cho ăn. Thôi con no rồi mẹ. Mày đi đâu rồi Nhi? Tao đi ăn với anh Dũng. Không có muốn nhiều chuyện đâu, mà chuyện nhiều nữa tao mới phải nói thôi. Mày không biết thằng đó phát bòi ông Dũng này mà nổi tiếng luôn. Giờ tao phải làm sao? Để tao. All around me are familiar. Này. Dạ? Mưa rồi kìa. Mưa à? Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng giữ lấy chúng thật là khó. Đi giúp quần áo, mẹ rồi kìa. Say hi to Sandra, go break down your mind below. And you know you're saying to go. You don't know I love you so. Breaking down, I find your goal. Ôi giời, anh xuống đi anh ơi. Có gì vợ chồng mình từ từ nói chuyện xuống đi. Tao chịu nổi cái cảnh này nào cũng đập tao không? Đập tao nào cũng đập. Em quen tay. Anh xuống đây rồi nói chuyện. Cuộc sống vợ chồng mình còn dài mà. Hả? Còn dài hả? Anh! Tôi tìm khác. Anh. Anh đã bao giờ hôn ai chưa? Em nói vậy là có ý gì? Anh á, anh tốt là anh tốt thật, nhưng mà anh cũng có cái lòng tự trọng của mình, em hiểu không? Mặc dù anh chưa hôn ai bao giờ hết á, nhưng mà em cũng không có quyền sỉ nhục anh như vậy. Anh tổn thương như vậy là quá nhiều rồi. Thôi, anh đi tìm con khác. Chào em, anh cũng đâu có thiếu cái đâu. Này, anh, em có ý đó. Hello darkness my old friend.